Hello tất cả quý anh chị em rất là thân mến. Đó, đang hồi sáng nay là em mới bán cái con họa mi kia xong rồi. Đó. Tưởng đâu rảnh rỗi chạy về quay cái clip mà bán cái con hút mật 5 màu mồi. Mà chưa có kịp bán cái con hút mật 5 màu mồi thì có một cái ông anh. Đúng này đúng chơi ác thì chứ, sáng em mới ở ngoài đó xong. Ông không nói, chạy về nhà đã đời đang chuẩn bị đi ngủ trưa tới nơi để ông kêu Thành ơi ra lấy con họa mi này về quay bán giùm anh. Đó, bây giờ em đang trên đường. Để em chạy em lấy cái con họa mi này về cho anh chị em mình xem là con này là cái con chim gốc là chim họa mi đá, phải nói cái nết của nó rất là dữ chim luôn nha. Bây giờ em sẽ chạy ra cái cổ chim họa mi rồi em sẽ quay cho anh chị em mình xem cái nết, cái tướng nó hot rồi tất cả. Nói chung là em sẽ quay trực tiếp ở ngoài cái hội chim họa mi em chơi cho anh chị em mình xem, để mà coi như là có nhu cầu giao lưu bảo tồn thì cứ alo giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình, anh chị em thấy không? Đó, 0933 433 911 nha anh chị em nha. Đó, cứ có nhu cầu gì cứ alo giùm em cái số điện thoại bên cái góc dưới màn hình. Rồi, cảm ơn. Mời tất cả mọi người cùng xem cái clip em ở ngoài cái hội chim họa mi nha mọi người nha. Mẹ nhìn là ghê luôn. Cường để xa 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 là chút để nhảy luôn nó ấy đâu cho nó. Con bên tay trái nha mọi người nha. Nét rất là dữ chim. Đưa chim đi hả lên. Kéo mấy mỏ không giỡn chơi với chim cường đâu, không sổ đâu. Chim mua rồi mà chốt rồi mà. Thank you.
Rồi mọi người ơi, thì cũng thông báo với mọi người là cái con họa mi mà em mới lấy ở ngoài hội về đây nè. Đó, em mới lấy tức thì. Nhưng mà cái clip này em quay em đăng để cho anh chị em mình giao lưu bảo tồn thì em có một cái sản phẩm đi kèm nha anh chị em nha. Đó, sản phẩm đi kèm. Đó, cái này là khoan đã, trước khi mà để em quay cái con mi này rồi em sẽ nói giá cho anh chị em mình ha. Đây, ông anh nó mới tặng cho em bịch cào cào để mà về cho nó ăn luôn nè. Đây. Con này thì lông mới nha. Thì em cũng nói sơ là cái con này cái nết của nó rất là giữ chim. Chim này là chim gốc, chim đá nha anh chị em nha. Lông mới nè, móng là đầy đủ hết. Nhưng mà có một cái chân mà dạng như là cái lúc mà ổng thay lông đó, nó bị kẹt cái lồng. Thì cái chân nó hơi đau đau giống như cái clip mà em quay cho anh chị em mình xem á. Đó, cái chân nó hơi đau đau. Thì con này em để giá mềm lắm cho anh chị em ha. Giá nó chỉ có 1 triệu 7 thôi nha anh chị em nha. Đó, coi như là tất cả móng là đầy đủ, mắt đầy đủ, không bị lỗi bất cứ một cái gì hết. Chỉ có một cái lỗi là cái chân nó lúc mà trong cái quá trình mà thay lông á, thì nó bị kẹt lồng hay sao đó. Thì chân nó hơi hơi khập khiễng tí xíu ha. Hơi khập khiễng tí xíu. Đó, còn cái nết thì anh chị em đã thấy rồi. Cho lên công phải nói rất là giữ chim nha. Đó, rồi đây là cái sản phẩm mà em đi kèm nè. Để em đem ra ngoài sáng em quay cho anh chị em mình xem ha. Thì cái lồng này á, cái lồng này là 6 ngăn nha anh chị em nha. Cái lồng này là 6 ngăn, lồng hút mật nè, lồng ép bội để mà hôm bữa em ở dưới quê á, em mang đi về dưới quê để em bẫy á. Đó, nhưng mà em không có, nói chung là em treo ở trong bếp á, thì bị dán, bị chuột nó gặp ngay phía trên này nè. Đó, tí xíu rồi thôi. Còn tất cả còn lại là không bị cái gì hết. Và cái miếng ở ngăn ở giữa nè anh chị em nè. Tại do là em không có nuôi, em không có chữ dạng như là hôm bữa đó em gỡ em bỏ cái miếng ở giữa ra rồi. Cái miếng mà đây là anh chị em thấy 3 tầng nha. Đó, đây là anh chị em mình thấy 3 tầng nè. Nó có một cái miếng ở đây. Đó, anh chị em mua cái miếng thiết hoặc là cái miếng nhựa mình cắt ra rồi mình thọt nó xuống dưới này nè. Đó là nó sẽ ra 6 ô nha. Đó, cái lúc mà em mua đây là nó có cái miếng nhựa đó, nhưng mà em không có nghĩ là em sẽ nuôi 6 con, tại vì nuôi 6 con thì nó tội nghiệp lắm. Cho nên là em để một chuồng như thế này nè, giống như là những cái lồng mà em để một cái ngăn như thế này thôi để cho nó dài nè. Đó, mình nuôi cho nhìn nó đẹp ha, nó bay nhảy nó đẹp đó. Thì cống kiết em tặng hết cho anh chị em nha. Cái lúc mua là chỉ có cái áo thôi, chẳng có gì hết. Đó, rồi có mấy miếng lót, miếng alu như thế này nè, đó em để nguyên nè. Đó, em chưa có xài, em mới xài được đúng một cái ngăn giữa này thôi nè. Đó, đúng một ngăn giữa là do là hồi Tết em đi bẫy chim á, mà gió em không có bẫy được. Em bẫy được đúng một con với lại mấy con kia mà em thả hết, cho nên em không có nuôi, em chỉ nuôi đúng một cái ngăn giữa này thôi nè. Đó, lồng nguyên hết nha, chưa có bị gãy cái gì, nuôi bình thường nha anh chị em nha. Chỉ có xấu tí xíu là do là em treo ở trên cái gác bếp ở dưới nhà dưới quê á, thì nó con chuột nó gặm tí xíu đó nè, nó gặm tí xíu ở đây thôi, giống như thế này không sao hết nha. Đó, nó chỉ vậy thôi nha. Đó, lồng này là cửa hai cửa, nó là nó có hai bên cửa nha. Đó, tại mình ngăn ở giữa ra thì cái cửa đây đó nó hai bên cửa, đầu kia cũng có cái cửa và đầu này cũng có cái cửa. Thì cái miếng mà nó ngăn ở giữa này nè, ngăn ở giữa này em không có xài, tại cái miếng nó mỏng lắm, nó giống như cái miếng thiết miếng tôn đó. Đó, mình ngăn nó như như này nè mọi người. Đó, mình thọt qua, mình thọt ở trên này thọt xuống giùm em nha. Đó, đó cái lồng này thì em mua nó là 490k, rồi tiền ship của nó 70.000 nữa là coi như là 560. Đó, bữa nay em để cho anh chị em mình chỉ có 400 cành thôi nha. Đó, do là nó bị con tí nó gặm tí xíu nè. Đó, anh chị em thấy không? Gặm tí xíu ngay chỗ cái cành thôi, còn tất cả những cái chỗ kia thì không sao hết nha, không có bị gì hết nha mọi người nha. Đó, lồng mẹ thì đang nuôi bình thường luôn. Đó, đây nè, không có gãy, không có bị cái gì hết á. Đó. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý anh chị em. À, xin lỗi mọi người, em thông báo với mọi người là ngày mai em về chuyển than và chè lửa rất là nhiều luôn nha. Đó, quên đó, định quay cái clip này để nói để thông báo mà nãy giờ xém chút xíu là quên rồi. Thôi đó, thì em cũng xin thông báo với anh chị em là hot luôn, thấy không? Đó, mì hot luôn nè.